Cả nhà mình quay cho mọi người xem một lô hồng phấn xưa nha, cực kỳ đẹp. Đó, lô này không có nhiều, chỉ có một số ít thôi. Hồng phấn xưa thì mọi người biết rồi, nó là bông quanh năm suốt tháng luôn. Đó, như đây là vài cây nè. Đó, này đều là bằng giá tiền hết luôn nha. 210 ngàn một chậu. Đó. Đo thử như kê được cây này, cái bộ đế là đẹp luôn nè. Đây. Để đo thử chiều cao lên cho mọi người xem. Cao lên được 7 tấc mấy à, 7 tấc rưỡi rồi nha. Đó. 10 đây, 70 7 đây. tính 70 thôi. Đó, xem cái bộ gốc đế cũ nó mấy cái này nhỏ nhỏ thôi. Gần mừng Vừa. rồi. Nó còn sẽ đây được một bộ đế nữa là nha. Đó, hoành hoành cũng dễ thương ha. Đây, nguyên một lô cho mọi người xem. Hồng phấn xưa là cái loại cây mà nó cực Xiên bông. cực kỳ xiên bông luôn. Đó. Bao đẹp. Xiên bông. Đó, như cái chậu này. Chậu này là đó. Quá trời bông nó Cái gì nè. bông bông đủ tiền. Đó, bông cực kỳ nhiều luôn. Đây. Đó, cái này là chỉ bứng vô gốc rồi trồng nó là nó rồi tưới nước nó thôi thì bông chơi quanh năm luôn. Đó, dữ lắm bông. Đây nha. Chậu này là chậu 30. Đó, mấy cây nó cỡ cỡ vậy không đó. Đây. Đó, mấy cây này nè, bông nè. Rất là nhiều. Đây. Hồng phấn xưa nha cả nhà. Đó, lô này cực kỳ hiếm luôn. Mini cây này nếu mà chơi mà về xong rồi có cái chậu nào đẹp đẹp xanh sữa lại xong rồi để lên bàn chơi Tết là được luôn. Cái này là nó nở bông quanh năm luôn chứ không phải là riêng gì Tết không Tết vậy. Chỉ cần bứng vô thôi búp nó nè. Đó. Bông của nó là mỗi tược mỗi bông luôn á. Đây nha. Đây. Cây này thì thôi bông khủng khiếp luôn. Đó, có một lô này thôi nha cả nhà. Đây. Dữ lắm bông. Đây có đó. Siêu bông, loại siêu bông. Có gốc nào đẹp đẹp nữa không? Có gãy chùm nè. Một thân nè. Một cốt không? Một cốt không nè. Đó. Như cây này cao lên được chút nè. Đó. Bông của nó thì thôi rồi luôn. Mấy cây này trồng rất là lâu lớn nhưng mà nó cực kỳ bông. Đây. Nó đo thử gốc cây này. Cây này gốc cũng to nè. 6-7 gốc. Dạ. Trên ngón tay nè. Dạ. Đó. Dữ lắm, dữ bông bông luôn. Đây. Đó, đẹp dữ lắm luôn nha. Đó, mấy cây này cũng vậy nữa nè, bằng ngón tay cái to hơn tay cái hết đúng không? Chân luôn cũng có nữa. Chân nè. Đây bạn ơi. Gốc nó đây. Bứng một mùa đất nó rất là to nên cây này là dễ sống, bao sống luôn. Đó. Khỏi chê đâu hết. À. Cao có cao 7-8 tấc có luôn nè, 7-8 tấc lùng lùng xíu. Đây. Cái này thoát thân lên cũng đẹp lắm nè. Nó thoát thân lên được tấc mấy luôn á. 6 tấc. 60, 65. Trời ơi, coi nè. Coi nó chứng quanh không chăng ạ? nụ nó nè, quá trời luôn. Một cốt hết. Bộ một cốt hết. Cái này chơi Tết thôi. Hàng này là đúng là chân chừng 5 cây ở nhà thôi là thấy mùa xuân rực rỡ luôn rồi. À, đây là có mấy cây cao cao nè. Hơi như cây này thì thôi. Còn cái này mà sửa lại thắt đổ đẹp lắm. cái này thắt đổ này phải ai mà sửa lại dáng thắt đổ. Bư cái gốc lên xíu nữa.
rồi sửa cây lại các bạn. Đó, còn bên đây là có cây cao nữa này nha, cao thấp gì có hết luôn cả nhà ơi. Ở một lô nè, đây không có nhiều đâu nha. Đây.